Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu làm đẹp càng tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, Jollibee đã mở thêm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc ngay tại trung tâm quận 3 với vị trí vô cùng thuận lợi, cùng nhiều năm kinh nghiệm và đạt được nhiều bằng khen khác nhau. Jollibee Spa luôn là thương hiệu uy tín dành cho phái đẹp. Các phòng cung cấp dịch vụ được trang bị đầy đủ các tiện nghi cao cấp, lắp đặt hệ thống trang thiết bị thẩm mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với trang thiết bị hiện đại cùng các dòng mỹ phẩm nổi tiếng, sẽ mang đến khách hàng các dịch vụ chăm sóc da chất lượng nhất. Cùng các liệu pháp tiên tiến, kết hợp với đội ngũ chuyên viên làm đẹp giàu kinh nghiệm, các sản phẩm chăm sóc da của các thương hiệu uy tín trên thế giới, Jollibee Spa chắc chắn sẽ giúp bạn tìm lại được vẻ đẹp và sự tự tin của mình. Không chỉ vậy, chi nhánh Jollibee Spa tại thành phố Hồ Chí Minh còn kết hợp với các bác sĩ chuyên ngành ở Việt Nam, các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, trị liệu, chăm sóc sắc đẹp đến từ Hàn Quốc để đưa đến khách hàng các dịch vụ thẩm mỹ cao cấp và chất lượng nhất. Jollibee là thương hiệu spa lớn tại Hà Nội. Lý do nào để chị mang Jollibee vào thành phố Hồ Chí Minh? Thời điểm những năm 2013-2014 thì lúc đó vấn đề sẹo rỗ là một vấn đề hết sức nhức nhối trong ngành thẩm mỹ Việt Nam, bởi vì là các spa thẩm mỹ thì chưa tìm được ra cái phương pháp nào mà có thể điều trị được sự sẹo rỗ một cách tối ưu nhất. Và lúc đó thì Linh đã phải sang tận Hàn Quốc để tìm hiểu về các phương pháp để chữa trị cái vấn đề này, và cũng rất là may mắn vì đã tìm được một bệnh viện họ đã chuyển giao công nghệ laser phi kim tân tiến nhất, và Linh đã đem công nghệ này về Việt Nam áp dụng thành công ở Hà Nội. Chỉ sau 6 tháng là đã cứu chữa được hàng trăm khuôn mặt bị sẹo rỗ, với mong muốn tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ cho một làn da Việt khỏe, đẹp. Thì vào tháng 10 năm 2014, Linh đã mở tiếp cơ sở Jollibee Spa and Beauty Clinic thứ 2 trong khu trung tâm thành phố, tại địa chỉ 400B Lê Văn Sĩ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh này. Việc liên kết với đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ Hàn Quốc mang đến điểm vượt trội gì cho Jollibee? Như các bạn đã biết thì Hàn Quốc là một trong những đất nước nổi tiếng với công nghệ thẩm mỹ hàng đầu trên thế giới. Bởi vậy thì sự liên kết với đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ Hàn Quốc sẽ đem đến cho Jollibee Spa and Beauty Clinic không chỉ là sự vượt trội về công nghệ, vượt trội về sự chuyên nghiệp, mà còn là sự vượt trội cho tính đảm bảo, cho niềm tin mà khách hàng đã gửi gắm. Và trên hết đó, sự vượt trội của mong ước đem lại những điều tốt đẹp nhất đến cho khách hàng của Jollibee Spa and Beauty Clinic. Jollibee Spa and Beauty Clinic, điểm đến lý tưởng cho phái đẹp.